Xin chào, chào mừng các cậu đã quay trở lại với World Tour Anime. Bây giờ các cậu hãy thử tưởng tượng nhé. Sẽ ra sao nếu như có một ngày, khu phố của cậu bị xâm chiếm bởi các quái vật? Theo cậu, những con quái vật đó sẽ vừa to, vừa đáng sợ, hay nó sẽ là những con quái vật chẳng có tí đáng sợ nào, giống như cá vàng vậy? Eo ơi, cá vàng tấn công người á? Dị thế, liệu sẽ có thể khiến con người run sợ hay không? Điều này sẽ được trả lời trong bộ manga Shibuya Kingyo nhé. Cùng bắt đầu ngay thôi nào, let's go! Câu chuyện sẽ đưa chúng ta theo chân của Shiki Yoda, một chàng trai kém nổi bật khi cậu ta luôn sống khép kín. Ít bạn bè và cả ngày chỉ đắm chìm vào những bộ phim cùng với ước mơ cháy bỏng sẽ tạo ra một bộ phim cũng hay như thế. Và một ngày nọ, chàng trai nhút nhát quyết tâm đến Shibuya để quay một vài thước phim, biết đâu nó sẽ viral trên YouTube. Sau khi dạo quanh cả con phố, quay chụp chụp, cậu đi tới một cửa hàng băng đĩa nhỏ. Tại đây, trong lúc lựa phim, cậu vô tình bắt gặp một cô gái đang bị mấy thằng đực dựa trêu ghẹo. Sẵn máu anh hùng, cậu cứu cô gái đó bằng cách không thể hèn mọn hơn, đó là cố tình làm cho quầy băng đĩa đổ sập xuống, tạo sự chú ý của nhân viên để giúp cô nàng thoát nạn. Chẳng biết có phải đến băng đĩa bị vỡ không khi cậu chợt nhận ra có hai sự kiện đang xảy ra tại đây. Thứ nhất thì cô gái mà cậu cứu chỉ là một cô nàng xinh ơi là xinh, học chung trường. Tự dưng kịch bản tắm châm trang ngôn tình thanh xuân chợt vẽ ra. Thứ hai thì ở đây xuất hiện toàn cá vàng là cá vàng, mà con nào con đấy cũng phải to bằng cả cái SH. Đã thế, chúng nó còn biết nói và ăn thịt người, cứ như là Titan trong Attack on Titan đấy. Nhận thấy điểm chẳng lành, cậu cố gắng chạy nhanh hết mức có thể mà không quên kéo ngay cô bạn cùng trường. Cả hai cứ chạy mãi. Cô nàng sau đó lộ bản chất xấu xa khi trách cậu ta sao không bảo vệ mình, sao cứ lôi nhau chạy như mấy lũ thần kinh. Nếu đàn ông thì hãy đối diện với một con cá đang đuổi theo và đấm nó như Saitama đấm quái vật đi nào. Sau đó thì cô nàng đóng cửa nhốt cậu lại và chạy một mình. Nam chính của chúng ta đã sốc lắm. Giết thế nào được khi tay không tấc sắt? Shiki Yoda bị bỏ lại thì buồn lắm, mà lúc đó cũng chẳng rõ cậu buồn hay sợ hãi hay như nào đi chăng nữa. Nhưng anh chàng định lao đầu xuống đất từ trên cao. Chắc là định thoát khỏi server này, chuyển sang server khác chơi, chứ tránh thế nào khỏi đám quái vật ăn thịt và lòng dạ của đàn bà. Nghĩ đoạn, cậu lao mình đi thật và tỏm. Cậu ngã đè vào mấy con cá, sau đó rơi xuống thùng rác thối và gặp Arisa, một nữ idol. Cô nàng đã phát hiện ra cậu, đưa cậu tới nơi trú ẩn của một số người còn sống sót. Tại đây thì còn xuất hiện một vài nhân vật khác, ví dụ như là cô cảnh sát này, anh chàng đồng nghiệp của cô này và một vài nhân vật khác mà các cậu chẳng cần nhớ tên đâu, vì kiểu gì thì họ cũng sẽ to trong mấy cháp sau thôi. Shiki Yoda còn muốn quay lại chỗ mới đáp đất để lấy chiếc máy quay cầm theo để xem lại những thước phim về đám cá mà cậu quay được, xem có giúp ích gì được không. Và họ đi lấy thật, nhưng mà cũng quên chi tiết này đi vì nó cũng chẳng giúp ích được gì đâu. Quay trở lại với câu chuyện thì lúc này, nhóm người còn sống vẫn còn đang hoang mang, không biết phải làm như thế nào để trốn thoát khỏi Shibuya và trở về nhà. Cả bọn cùng hội ý cách để thoát khỏi và Shiki Yoda chợt nhận ra. Sau khi nhảy xuống và đáp đất, cậu ta ngã xuống một đống rác. Nhờ có vậy mà đám cá chê chẳng thèm gì ở xác cậu, nên cậu mới nằm chờ ở đó đến khi được Arisa cứu. Cộng thêm việc có một manh mối của người khác, đó là cá vàng có mắt rất kém, chúng sẽ nhận diện con mồi bằng mùi hương và tiếng động. Thế nên, cả bọn đã quyết định sẽ xuất phát và tới điểm tập kết vào buổi tối, cùng với đó là sử dụng nước hoa bán ở cửa hàng trên tầng để xóa mùi, âm thầm đi tới nơi tập kết. Bên ngoài, tiếng loa phát thanh thông báo, hãy chạy tới địa điểm tập kết để cơ quan cảnh sát tới cứu. Nhưng mà nếu thoát ra dễ dàng thế, thì đâu còn gì hay nữa. Một thành viên trong nhóm vô tình tạo ra tiếng động, khiến cả đám chạy bán sống bán chết. Chị cảnh sát sau đó thì cũng hy sinh. Mọi người cuối cùng cũng đến được nơi mà trực thăng cứu hộ cứu, nhưng cá vàng tiếp tục tấn công. May sao họ kịp đu theo chiếc máy bay tiếp theo. Và lúc này đây, cô nàng idol Arisa làm rơi món đồ fan tặng và bị bỏ lại. Anh Men cũng theo đó mà nhảy xuống với cô. Cả hai sau đó tiếp tục trốn chạy. Câu chuyện đến đây thì dừng. Ta sẽ được giới thiệu thêm một nhân vật khác mạnh kinh khủng, đó là Ten, Aka con trồn của Shibuya. Ten mạnh kinh khủng khi có thể đấm nhau tay không với đám cá vàng. Một số người còn sống cho biết thêm, đó là Ten còn chưa đi đánh nhau và không ai đánh lại. Mấy chấp sau là về Ten. Tớ sẽ tóm tắt lại cho ngắn gọn thì Ten đi lụt đồ ăn và vũ khí tại trường. Ten dùng thông não chi thuật với một nữ sinh cấp 3 khi cô bé mong được anh chàng cho đi theo và được anh bảo vệ. Nhưng Ten xét, éo. Sau đó, Ten gặp nam chính, lại tiếp tục thông não và đòi Shiki Yoda phải chiến đấu với bọn cá vàng và thể hiện mình có thể đánh nhau cũng như không trở thành cục tạ. Thì Ten sẽ đi đến nơi tập trung của một nhóm người còn sống khác. Shiki Yoda với hào quang nhân vật chính cũng đã vượt qua thử thách. Cậu và nàng idol được đưa tới gia nhập nhóm những người sống sót khác đang trú trên tàu.
Trên tàu thì có rất nhiều người, ông bác thợ điện, sinh viên trường y, con nhỏ phản diện, đầu mối dẫn đến thảm kịch cá vàng, nhưng phải đến mấy chục chắp sau nó mới hiện hình và người đọc mới nhớ ra là có mặt nó trên tàu thông qua lời thoại của các nhân vật. Hai nhà nghiên cứu sinh vật biển, hai người này đang thí nghiệm cá để tìm ra manh mối, tạo ra một loại thuốc có khả năng tạo ra một dịch bệnh để có thể tiêu diệt được loài cá. Cuối cùng là tên. Sau đó thì người xem chúng ta biết được nhóm người sống sót này đã có mục tiêu, đó là cùng nhau sống và giết quái vật cũng như thoát ra ngoài. Hai nhà tiến sĩ đang liên tục thí nghiệm, mổ xẻ các con cá bắt sống được để nghiên cứu tìm ra một loại virus khắc chế bọn họ. Lúc này, từ bên ngoài có một cô gái chạy vào, đó là Miyoshi. Tiếp sau đoạn này, tôi sẽ gọi cô nàng là Zano nhé, vì nhiều tên quá sẽ bị loạn mất. Miyoshi Zano chạy về khi nhóm một cô nàng bị tấn công bởi những con cá. Họ quyết định chạy thoát, tìm đường thoát khỏi Shibuya nhưng thất bại. Tên quyết không cho đi giúp vì đó không phải là chuyện của anh ta. Mọi người trên tàu có lẽ cũng vậy, nhưng riêng chỉ có Tsukiyoda và Arisa ngỏ ý muốn giúp. Cũng tại trong cháp này, ta sẽ được cung cấp thêm thông tin. Đó là những con cá vàng tấn công người dân có đặc điểm cấu tạo y hệt cá vàng bình thường. Chỉ khác là chúng khổng lồ, bơi được trong không khí, ăn thịt người, có thể nói tiếng người. Đặc biệt hơn nữa, đó chính là trong 7 cá đó có một con cá đặc biệt, không màu và dường như là có khả năng lãnh đạo những con còn lại. Những người sống sót gọi đó là công chúa Bạch Ngân. Mục tiêu của Ten và nhóm nghiên cứu sẽ là tóm gọn con cá này. Zano khi trở về đã cung cấp thêm thông tin, đó là có sự xuất hiện của con cá đặc biệt kia nên nhóm cứu người đã có thêm Ten. Cuộc giải cứu bắt đầu, cả nhóm trừ Ten sẽ lao xuống tầng dưới, nơi Zano và đám bạn tách đàn. Ten sẽ ở phía trên, gặp con nào đánh con đấy và tìm cá công chúa. Nói chung thì cuộc giải cứu không mấy suôn sẻ khi một cô bạn trong nhóm đã bị tấn công và không qua khỏi. Đám cá thì xuất hiện rất nhiều, còn có sự xuất hiện của cá công chúa. Ten cũng có mặt nhưng không thể cứu ai và cũng không thể bắt được công chúa. Cả đám ra về, mọi công sức trở thành công cốc. Miyoshi Zano sau đó đã chia sẻ một chút lương thực cho Men và nàng idol. Lúc này, cô idol lên cơn sốt cao, toàn thân nổi ban đỏ. Tsukiyoda cũng có xuất hiện những vết này. Theo phỏng đoán của hai nhà nghiên cứu, cả Men và idol đã bị con cá bạch tạng đánh dấu. Mục đích của nó là thả con săn sắt bắt con cá rô. Thả hai nhân vật chính về và có gì sẽ lần theo tín hiệu đó đánh dấu và bắt tóm cả ổ. Vậy nên, phải nhanh chóng bắt được cả công chúa để nghiên cứu và tìm ra thuốc và virus để cứu người, vì trước đó cũng đã có người trong nhóm trên tàu bị đánh dấu và chết. Nhiệm vụ mới bắt đầu, mục tiêu là phải tìm và tóm được cả công chúa trước 6 giờ chiều ngày mai. Kế hoạch diễn ra thế này, đám người tình nguyện đi tóm cả công chúa sẽ gồm hai chị đặc công, Giang Hồ, sinh viên Y, Zano, Ten, Tsukiyoda, Arisa, sẽ tấn công khu thương mại Marukyu 009, nơi cá công chúa đang sinh hoạt. Lũ cá sẽ ra ngoài vào buổi sáng để kiếm ăn, chiều tối sẽ trở về. Họ sẽ tấn công lúc cá công chúa vừa mới trở về, vì lúc đó đám cá bảo vệ xung quanh nó ít hơn do chưa trở về kịp. Sẽ có Ten, chị đặc công và Tsukiyoda mang theo súng điện, gặp là sẽ trích tê liệt cá công chúa và mang về tàu. Những người còn lại sẽ đi cùng để hỗ trợ. Khá là xui khi con cá đó thực sự rất thông minh. Nó dùng những con còn lại tấn công con người và ở đằng sau nấp. Nó biết được Ten sẽ là kẻ mạnh nhất trong đám con người nên nó chỉ trốn khi gặp hắn, còn lại thì sẽ ở bên cạnh tham gia vào ngày hội tắm máu. Lần lượt phe con người liên tục bị hạ, chị đặc công, nhân vật phụ 2, pháo sáng, bom khói, dao gậy, thậm chí là cả bình cứu hỏa cũng được lôi ra sử dụng. Ten quyết định trở thành mồi nhử và tiêu diệt hết đám cá bảo vệ. Đám cá thì đã xuất hiện nhiều con đột biến để thích ứng với môi trường. Cả đám lại bắt đầu vừa chạy vừa chống trả nhằm mục đích là bắt sống được con cá dị thường kia và con bị chúng dồn vào chân tường. Một loạt các kế hoạch được vạch ra, nào là ẩn nấp ở tầng mà cá công chúa đẻ trứng rồi tập kích, tấn công đồng loạt bằng bình cứu hỏa ngăn cho các con cá còn lại bảo vệ cá công chúa, sau đó tách nó khỏi đàn và trích điện. Tất cả đều rất khó vì số lượng quái vật quá đông lại thông minh. Nhưng sau đó thì các cậu có nhớ rằng tôi còn nói có hai chị đặc công chứ? Một chị thì bị tấn công mất mạng, chị còn lại bắt đầu quyết tâm thay chồng đi săn lùng cá. Nhờ có bà chị này bọc lót mà cuối cùng cũng bắt được con cá công chúa đó về. Mặc dù có lần định bóp tim mà cũng đôi lần men sơ suất khiến con vật chạy mất. Trên thì sau khi đập nhau, y gục mấy chục hiệp với đám cá mà trở thành xanh tóc đỏ và mất tích thì họ cũng đã mang đến căn cứ tại toa tàu thành công. Nhưng xong rồi họ phát hiện ra không chỉ có một con cá công chúa mà có đến hàng đống con khác. Quay trở lại toa tàu thì hai nhà sinh vật bắt đầu nghiên cứu với con cá đặc biệt này. Chỉ là
một trong hai nhà sinh vật đã phát hiện ra được một mẫu vật gì đó, nhưng bất ngờ bị tấn công bởi đám quái vật biết bơi. Hãy nhớ chi tiết này. Sự hy sinh của Chika để lại gánh nặng trọng trách lên vai người đồng nghiệp. Nhưng rất may, mẫu virus bản nháp đã hoàn chỉnh và có thể sẽ trở thành vũ khí chống lại quái vật. Nhóm người sống sót sau đó đã chia làm hai phe, mỗi bên giữ một phần virus. Mục tiêu của họ là tới được trường đại học Y nằm phía bên kia Shibuya để điều chế thêm nhiều virus hơn. Chia làm hai phe cùng đi để nếu bên này bị tấn công thì vẫn còn mẫu bệnh phẩm của bên còn lại để sử dụng và nhân rộng. Phe thứ nhất gồm có chú thợ điện, phản diện, sinh viên Y và nhân vật phụ. Phe thứ hai gồm chị tiến sĩ, main, già nâu, idol. Cả bọn tách ra đi theo hai hướng. Trên đường đi, nhóm của main bất ngờ bị chia cắt. Khi tỉnh dậy thì main chợt nhận ra đồng đội của mình đã không còn. Khúc này thì mãi đến gần cuối cùng, chúng ta mới biết lý do mà họ bị chia cách là do Suki Yoda bị sốt. Các cô gái quyết định đi lút đồ về cứu cậu. Nhưng sau khi tỉnh dậy thì Suki Yoda không thấy mọi người đâu nên đã nhầm bọn với anh lính tên là Mabu dẫn đến bị chia cắt. Anh chàng này tính tình khá biến thái. Mabu chiến đấu một cách điên cuồng và coi trận chiến trước mắt như trò chơi vậy. Mabu đã đưa Suki Yoda tới và hội ngộ cùng với một nhóm người lớn hơn tại một quán cà phê. Nơi này có số người sống sót nhiều hơn hẳn và mục tiêu của họ là cố gắng để có thể sống sót. Trong đám người này thì các cậu chỉ cần nhớ tới ông già đi cùng cục cảnh sát, fan hâm mộ của Arisa, Mabu và tên bác sĩ chui là được. Trong chap tiếp theo, ta sẽ được gợi mở một chút về những chú cá, nhưng nó khá là mơ hồ. Ông già cùng cục cảnh sát có quen một người bạn và ông này có niềm đam mê vô cùng lớn đối với cá vàng. Xây hẳn cả một bể cá khổng lồ trong nhà. Nó khá mơ hồ nên tớ sẽ giải thích thêm một đoạn sau nhé. Quay lại câu chuyện thì sự có mặt của Suki Yoda đã làm mọi người cảm thấy khá bất ngờ vì anh chàng đã sống sót trong một tuần từ khi Shibuya bị phong tỏa bởi những chú cá. Càng bất ngờ hơn khi rất có thể còn rất nhiều người khác nữa có thể vẫn còn sống. Mục tiêu lúc này của nhóm người sống sót chính là có thể tới được trường đại học Y kia vì có thể sẽ chế thêm được virus giết cá và ở đó cũng có xe tăng, xe jeep, họ có thể thoát khỏi Shibuya. Nên họ bắt đầu chia sẻ cho nhau những thông tin có được về loài cá và cùng nhau lên kế hoạch để trốn thoát. Vẫn là phương thức cũ, lẻn đi trong đêm một cách trật tự vì cá vàng mắt kém. Nhưng lần này, mọi chuyện diễn ra còn tồi tệ hơn cả. Họ không những phải đối đầu với số lượng lớn cá mà ở đó còn xuất hiện thêm những con cá vàng biến dị có thể mọc thêm chân và tay. Những ai tiếp xúc với chúng đều rất có khả năng sẽ có một vé chuyển sinh thành mạo hiểm giả hoặc là slam ở một thế giới khác. Những con cá vàng mọc tay và chân đều có khả năng phóng một lượng lớn những con cá nhỏ, siêu nhỏ. Sau đó, những baby cá vàng sẽ chui vào cơ thể vật chủ, lớn dần lên, sau đó xé toạc thân xác và chui ra ngoài. Bằng hào quang nhân vật chính, Suki Yoda đã nghĩ ra cách, đó chính là trùm túi ni lông vào đầu để che đi mắt, mũi, miệng và tai, bọc lại vết thương hở thật kỹ, tránh tiếp xúc với các con có tay chân nhiều nhất có thể. Các cậu còn nhớ khúc phía trên, tôi có nói về Ten thì trở thành Shang tóc đỏ chứ. Còn cả tên bác sĩ chui mà Suki Yoda gặp khi hội ngộ với đám người sống sót của Mabu tại quán cà phê. Thì ra hai người này có quan hệ gì đó với nhau. Trên đường chạy trốn, tên bác sĩ đó đã bị Ten nhìn thấy và anh chàng đã bắt tên bác sĩ phải chữa cho mình. Cả đám sau đó đã vượt qua thành công và tiến về phía ngôi trường. Sau nhiều lần đối mặt với quái vật ăn thịt, thì cuối cùng nhóm của Men đã hội ngộ được với nhóm của Arisa, Zano và tiến sĩ. Họ cũng thành công lấy được xe tăng, xe jeep. Nhóm của Suki Yoda cũng đã lên được phòng thí nghiệm và lấy dụng cụ để điều chế virus. Tại đây, họ gặp lại con nhỏ phản diện Makimono. Cô nhỏ này nói rằng đám người trong nhóm của họ gồm sinh viên Y, bác thợ điện đã bị cá vàng ăn sạch, còn mình cô bé tới đây được, mở ngoặc. Nhưng mấy chắp cuối thì họ vẫn xuất hiện thôi, còn hỗ trợ lây bệnh cho đám cá nữa. Đừng hỏi tớ lý do nhá, tác giả không có đề cập, đóng ngoặc. Bán tin bán nghi và chị tiến sĩ cũng nghi ngờ cô bé nên đã thử bằng cách nhờ cô cùng mọi người lấy cách vận dụng để chế tạo virus. Cặp đôi ông già và bác sĩ thì cũng gặp được người cần gặp, ông già thích chơi cá nhưng chẳng thu thêm được thông tin gì. Quay trở lại nội dung chính thì sau khi lấy được đủ dụng cụ hành nghề, chị tiến sĩ đã bắt đầu tiến hành sản xuất virus thành công. Lúc này, có một con cá khổng lồ đang dần hình thành từ vô số con khác. Nó cao đến mức rất có thể sẽ vượt khỏi thành bể và chui ra ngoài. Như vậy, an toàn của những người dân xung quanh và cả thế giới cũng sẽ khó mà bảo vệ. Mục tiêu lần này của nhóm người còn sống sót đó là phải cố gắng bào chế thật nhanh virus. Mà Bư cũng tiết lộ thêm, chính phủ bên ngoài cũng đang ra sức ngăn cản con quái vật bằng vũ khí. Có thể là còn phải dùng tất cả hạt nhân. Họ gặp được thêm nhóm bạn, thần tượng chung nhóm của Arisa. Rất nhiều người dân khác đang trốn ẩn nấp xung quanh khu vực, lần này với quân số đông hơn. Lúc này, phản diện bắt đầu lộ diện rõ hơn. Cô bé mặc kimono đã đâm một nhát vào người tiến sĩ. Chương truyện tiếp theo sẽ là hồi tưởng lại quá khứ của kẻ phản diện. Đoạn này mình sẽ tóm tắt và giải thích ngắn gọn thôi, cho cậu dễ hiểu nhé. Đầu tiên thì sẽ là nguồn gốc của những con cá. Chúng là cá vàng bình thường,
Xa xưa, có một người đàn ông đã vô tình cho chú cá của mình nếm được một chút huyết của người vợ quá cố. Nhờ vậy mà con cá tự dưng lại nói được lại y đúc cô vợ mà hắn ngày đêm nhớ mong. Con bé mặc kimono kia thì không biết bằng cách nào đó đã biết được chuyện này. Vậy nên nó đã cho những con cá nếm thịt của anh trai, và vì cá vàng có khả năng đột biến khá cao. Phản diện của chúng ta tin rằng nếu để cho đám cá ăn thịt người và tiến hóa thì một ngày nào đó anh trai của con nhỏ sẽ quay trở lại. Và việc các con cá có thể nói, tiến hóa mọc tay mọc chân và cả con cá kết tinh tiếp một đống cá khác càng làm cho kẻ phản diện của chúng ta tin rằng giả thiết đó rất có thể trở thành sự thật. Cô ta vừa kể về chiến tích, vừa tiết lộ bản thân đã giải được virus rồi, và nhanh chóng thôi, đám quái vật sẽ nhanh có kháng thể và sẽ chẳng thể tiêu diệt được. Ván bài lần ngửa bắt đầu, khi tiến sĩ cũng đã tiết lộ mẫu vật đặc biệt mà đàn chị Chika đã tìm thấy trong con cá trước khi chết. Và còn cả sự nghi ngờ của cô với phản diện, cô đã nhanh chóng thay đổi, cải tiến virus mạnh hơn. Và đương nhiên là số virus phản diện đã truyền ra bên ngoài chỉ là bản kém chất lượng. Chính phản diện lúc này đã xuất hiện một số phản ứng kỳ lạ, giống như những con cá dính phải virus. Nhân lúc đó, ả ta đã lẩn mất, vì sự lan rộng của virus chỉ có thể làm suy yếu đám đơn lẻ. Còn so với con cá kết hợp từ đồng cá kia thì sẽ hơi chậm và rất có thể là nó sẽ không thể tiêu diệt được con boss đó. Thậm chí, nó sẽ có đề kháng chống lại virus rồi trốn ra ngoài. Sau cùng, họ quyết định tạo ra một viên đạn có chứa virus và sẽ bắn thẳng trực tiếp vào con boss khổng lồ kia. Một viên do ma bư giữ và viên dự phòng thì còn men giữ. Những người còn lại thì di chuyển bằng những chiếc xe, còn chạy được, chở theo những con cá mang bệnh lượn vòng vòng để lây cho những con khác. Một lần nữa, đám cá lại đột biến, thế nhưng lần này lại ở con cá khổng lồ kết hợp lại bởi các con cá khác. Nó thay đổi hình dạng, phát ra một thứ gì đó kỳ lạ, nhưng khá tương đồng với kiểu đánh dấu của con cá công chúa đầu truyện. Thế nhưng thay vì đánh dấu, lần này trên người các nạn nhân lại xuất hiện các con cá và chúng sẽ điều khiển vật chủ. Có vẻ con cá khổng lồ kia cũng muốn ra khỏi Shibuya nên đã khiến cho mọi người ngăn cản lẫn nhau. Tự dưng lúc này Mabu lại giở trò xỏ lá. Trong khi toàn bộ những người còn sống sót đang cố gây nên dịch bệnh thì anh chàng này lại hẹn Ten ra solo 1-1. Đối với cậu ta thì an nguy của mọi người chẳng là cái gì. Việc đấu với người mà mình coi là mạnh còn sướng hơn. Đoạn này tớ không hiểu lắm. Chẳng phải con quái vật khổng lồ kia còn mạnh hơn Ten hay sao? Sao không chọn nó mà tỉ thí nhở? Thôi, quay lại chuyện nhá. Ten lúc này mình đầy thương tích, chẳng hiểu sao lại được buff 1000 sức mạnh, đấm cho Mabu ra bã luôn. Khẩu súng của Mabu cũng bị gãy nên trọng trách bắn virus vào quần thể cá kia giao lại cho Men. Mấy chép hồi tưởng của Mabu tớ skip nhá. Còn đoạn nói về cá tớ cũng skip qua luôn nhá, vì tớ đã tóm lại và giải thích phía trên cho dễ hiểu rồi. Con trùng đó bắt đầu di chuyển nhanh hơn, các tòa nhà xung quanh bắt đầu đổ sập. Mabu sau khi đánh nhau tả tơi thì hắn cũng đã mò mẫm bắt kịp mọi người và nổ một phát súng. Men cuối cùng cũng đã bắt kịp được con quái vật. Thế nhưng phản diện lại xuất hiện và tìm cách ngăn cản, nhưng bị Naruto nhập. Tsukiyoda bắt đầu dùng thông não chi thuật với phản diện và thừa cơ hội lấy lại được khẩu súng. Bằng. Chúng ta tới chap 46, chap cuối cùng. Cuộc chiến với cá vàng tại Shibuya đã kết thúc và con người thì đã chiến thắng. Và đó là toàn bộ nội dung của Shibuya Kingyo. Về cảm nhận qua thì tớ thấy rằng bộ này sẽ ở mức ổn. Nó có mô típ giống với những bộ manga sinh tồn khác. Có vài điểm trừ, đó là tớ muốn được hiểu rõ hơn về đám cá vàng đột biến này và quá khứ của Ten. Về cả cô nhóc phản diện nữa, rồi còn là về ông già xây cả cái bể cá to tướng tại nhà cũng có thể khai thác. Tác giả vẽ ra khá nhiều nhưng giải thích thì hơi ít, khiến tớ cảm thấy tò mò ghê. Cảm thấy tác giả như đang bị dí deadline. Ngoài video tóm tắt này thì các cậu có thể đón xem video chúng tôi giới thiệu về nhóm nhạc Bikumachi này, hoặc là review về phần movie Doraemon mới nhất. Nếu các cậu thích video này thì hãy để lại một like, share và một subscribe nhé. Còn bây giờ thì bye bye, wish you out.